Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường mới vừa được xây dựng xong. Căn nhà cao nhất này. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 5m, chiều sâu gần 30m, tổng diện tích là 140m2. Được chủ nhà thiết kế một trệt 4 lầu, đúc gần 6 tấm. Vị trí căn nhà này thuộc mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán có hướng đông nam. Hiện tại đây là buổi sáng, hướng mặt trời. Ghé vào nhà mình nhé. Vị trí căn nhà này thuộc phường Tân Nông Hiệp, thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, gần với xóm vắng, gần với ngã ba ông xã, gần với chợ Di An. Đây là mặt tiền căn nhà, đường lưu thông. Khu này mình có thể vừa ở vừa kinh doanh, buôn bán đa ngành nghề. Căn nhà này chủ nhà xây thích hợp cho mình mở phòng khám đa khoa hoặc bên nha khoa hoặc làm văn phòng đại diện, văn phòng công ty, rất là tốt nha. Công năng sử dụng gồm một hầm, gara xe hơi, hai phòng khách, phòng bếp, có sân vườn sau. Nhà này có 6 phòng ngủ, 7 phòng vệ sinh và có thang máy. Đặc biệt nhà này có thang máy rất là tiện sử dụng cho mình mở phòng khám cũng như phòng đa khoa nhé. Đây là con đường thông phía trước này. Ở đây là ngay ngã ba ngã tư, vị trí đường kinh doanh buôn bán rất là tốt. Đây này. Ở đây có bán đồ nội thất nhé. Đây ngay ngã ba, vị trí rất là đẹp. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở ngã ba Cây Điệp hoặc ngã ba xã, em sẽ dẫn vào xem nhé. Mặt tiền căn nhà rất là đẹp nhé. Nhà được xây theo kiểu Cityland, 6 phòng ngủ, có thang máy, 7 phòng vệ sinh, có phòng sân thượng trước, sân thượng sau. Nhà này đã được chủ nhà gắn đầy đủ các thiết bị vệ sinh, máy lạnh đầy đủ hết nhé. Có 2 phòng khách luôn. Đây là con đường thông phía trước căn nhà này. Ở đây có nhiều quán ăn như quán nhậu, quán cà phê, bán hàng đầy đủ hết. Đây có quán cà phê này. Đường thông buôn bán nhé. Đây là mặt tiền chính căn nhà mình. Nhà một trệt 3 lầu, có 6 phòng ngủ, có sân thượng trước sau. Nhà này mình có thể vừa ở vừa cho thuê. Nhà này nếu mình cho thuê được tầm khoảng 25 đến 30 triệu trên một tháng nhé. Quý anh chị có nhu cầu mua ở mua cho thuê hãy liên hệ với em. Đường rất là đẹp này. Vị trí ngay ngã ba. Đây có quán cà phê, trường mầm non đầy đủ hết nhé. Bây giờ mời cả nhà mình sang tham quan căn nhà nhé. Đường xe cộ rất là đông. Cửa chính được chủ nhà làm 4 tấm rất là chắc chắn nhé. Vị trí này. Đây có thuốc tây đầy đủ hết. Phở này, tóc này. Tổng là 140m2. Xe cộ lưu thông tấp nập nhé. Rồi bây giờ mời cả gia đình mình vào trong tham quan kỹ căn nhà nhé. Ở đây là tầng trệt, tầng hầm. Mình chỉ để xe hơi, xe máy thôi. Phía xa xa có thể làm một phòng khách. Ở tầng trệt mình có thang máy, có phòng nấu ăn, phía sau có view sân vườn. Ở trên đây là phòng khách chính này, phòng khách nhà mình trên tầng lửng này nha. Phía trong đây có thêm một lớp cửa cuốn đức nữa này. Nhà rất là ok nhé. Nhà này vừa tiện mở phòng khám, phòng nha khoa,
hoặc là làm các văn phòng công ty ở đây rất là tốt. Ở đây tầng trệt này chủ nhà lót gạch nhám để xe hơi, xe máy thoải mái nhé. Phía cuối có phòng khách này. Ở bên hông này có cầu thang bộ lên trên nhé. Nhà này có hai cầu thang bộ và một cầu thang máy. Bây giờ mình sẽ vào trong đây tham quan khu bếp cũng như khu thang máy ở không gian tầng trệt nhà mình. Ở đây có bộ nệm, mình có thể kê phòng khách ở dưới đây được nhé. Nhà rất là đẹp, đường thông thoáng, tầng trệt này. Ở đây có cầu thang bộ lên trên này. Cầu thang được chủ nhà làm đá hoa cương rất là đẹp nha, tay vịn gỗ gõ đỏ. Và ở đây là thang máy. Thang máy đây. Đây là không gian khu bếp nấu ăn nhà mình. Tổng diện tích căn nhà này là 140 m², được chủ nhà đúc 5 tấm. Bây giờ mình cùng di chuyển bằng thang máy lên trên nhé. Tầng trệt mình sẽ đi thang máy và ở trên mình sẽ đi thang bộ. Đây, thang máy đây. Bây giờ mình sẽ đi thang bộ lên cho dễ nhé. Đường thông thoáng này. Lên tới lầu trên rồi, mình khám phá phía sau trước nhé. Sau đây là kế bên đây có thang máy này, phía sau đây là phòng ngủ này. Phòng ngủ này đã được chủ nhà gắn máy lạnh đầy đủ hết rồi. Đây, rất là đẹp nha. Cửa gỗ căm xe nguyên tấm rất là đẹp, rất là cao cấp. Thang máy đây. Di chuyển phía trước đây là dạng phòng khách, mình có thể làm phòng ngủ được luôn nhé. Phía trước này rất là rộng này, view mở phòng khám rất là đẹp. Đây, phía trước mình có phòng khách nhé. Phòng khách này được chủ nhà ngăn bằng kiến cường lực rất là đẹp, có gắn máy lạnh ở trong luôn. Bên hông này có cầu thang bên hông này. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên nhé. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Nhà vệ sinh. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 9 tỷ, còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà. Diện tích căn nhà này là 140 m², chiều ngang 5 m. Nhà được chủ nhà đúc một trệt 4 lầu, 5 tấm, vị trí mặt tiền đường. Nhà này có hướng đông nam. Lầu trên này, bên đây có phòng vệ sinh nhé. Lầu trên, tất cả phòng đều được chủ nhà gắn máy lạnh đầy đủ hết rồi. Phòng rất là rộng nha. Phía trước mình có sân thượng trước này. Ở đây mình có sân thượng trước, mình có thể ngồi uống cà phê ngắm cảnh này nha. Phía trước là con đường này, xe cộ lưu thông. Quý anh chị nếu thấy căn nhà này đẹp, nếu yêu mến kênh Nhà Đất Hồng Sơn thì hãy ấn đăng ký kênh, ấn chuông và đừng quên tiếp một like để mình xem nhiều mẫu nhà đẹp. Quý chị có nhu cầu mua hoặc tham khảo để mình chọn cho một mẫu xây đẹp, quý vị có thể áp dụng xây theo. Di chuyển lên lầu trên này. Giá 9 tỷ cho căn nhà mặt tiền đường như thế này nhé. 9 tỷ thôi.
phòng vệ sinh rất là cao cấp nhé, nội thất rất là ok, phòng ngủ nào cũng rộng, tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà gắn máy lạnh cũng như là hệ thống cắp nét âm tường hết. Phòng này chủ nhà gắn một máy, còn một máy để trừ đấy nhé. Nội thất rất là ok. Cửa gỗ ngõ đỏ nguyên tấm luôn nha. Quý chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở ngã tư 550 hoặc ở ngã ba ông xã hoặc ngã ba cây điệp, em sẽ dẫn nó xem nhé. Phòng ngủ tiếp theo này, nãy giờ là 6 phòng ngủ rồi, 2 phòng khách. Không gian rộng mênh mông nhé. Nội thất cơ bản rất ok. Cầu thang đá hoa cư kim sa, tay vịn gỗ ngõ đỏ. Nhà này tọa lạc tại phường Tân Đông Hiệp, thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khu này mặt tiền em đang có vài căn. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với em để em dẫn đi xem nhé. Sân thượng phía sau này, phía trước là toàn cảnh rất là đẹp nhé. Ở đây đường thông buôn bán nhé. Đây là 550 này, khu 550 đây nhé, chung cư đang xây 2-3 cái luôn đây. Đường phía trước này, phía trước mình là Thủ Đức, làng Đại học, khu Sống Thần. Bây giờ mình sang sân thượng phía trước. Đây là sân thượng trước nhé, đường thông phía trước này. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.